Ngay từ khi có thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần từ ngày 19 tháng 7, lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc giữa thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã được treo rủ. Sáng sớm nay, 25 tháng 7, cũng là ngày quốc tang của Việt Nam đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã mở sổ tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước di ảnh của Tổng Bí thư, các quan chức, lãnh đạo Cộng hòa Séc, các đại diện ngoại giao quốc tế tại Cộng hòa Séc cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, các hội đoàn người Việt trên toàn Cộng hòa Séc đã đến dâng vòng hoa, thành kính phân ưu, tỏ lòng tiếc thương vô hạn đến vị lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát không chỉ với dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam mà còn đối với kiều bào năm châu và cả những người bạn quốc tế. Tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây. Đối với tôi, đây là một thời điểm chúng ta có thể nhìn lại, tưởng nhớ những gì đã qua. Tôi rất kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi ông ấy đã có công rất lớn đối với đất nước và người dân Việt Nam. Ông ấy đã mang trên mình trọng trách rất to lớn, và tất nhiên điều này cũng là điều ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Bản thân tôi đã đến Việt Nam từ những năm 1997, tức là đã hơn 27 năm. Tại các cuộc họp chính thức của các phái đoàn Séc tại Việt Nam thì tôi là thành viên trong số đó và tôi đã được gặp Tổng Bí thư ở đó. Dấu ấn của ông Trọng sẽ sống mãi trong lòng chúng ta và tôi tin rằng sau sự ra đi của bác Trọng thì những người nối tiếp sẽ tiếp nhận những di sản mà bác Trọng để lại. Từng lời, từng chữ bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được lưu giữ tại cuốn sổ tang của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Đó là sự kính trọng, lòng biết ơn của những người con nơi xa xứ gửi cho vị lãnh tụ bình dị, dành cả đời vì nước, vì dân, cho đến hơi thở cuối cùng. Đó còn là sự nể phục của những người bạn quốc tế dành cho một vị lãnh đạo kiệt xuất, một người có công rất lớn trong việc tạo dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Không khí rất buồn và trang trọng với sự ra đi của một người rất xuất sắc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là một sự mất mát rất lớn cho Việt Nam và cộng đồng thế giới. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đến đây để thể hiện sự kính trọng. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Phần Lan và Việt Nam rất tốt đẹp. Tôi chưa gặp ông ấy trực tiếp bao giờ, nhưng ông ấy là một người rất nổi tiếng. Tôi đã thấy hình ảnh của ông ấy rất nhiều. Tôi thấy trong suốt cuộc đời chính trị của ông, Tổng Bí thư đã có rất nhiều nỗ lực để tạo dựng sự ổn định cho Việt Nam, cũng như có rất nhiều đóng góp cho kinh tế, phúc lợi xã hội của người dân Việt Nam trong những năm gần đây. Tôi thấy đó là một hình tượng vô cùng trân quý. Tôi thấy ông ấy đã xây dựng nền móng cốt lõi cho mối quan hệ ấm áp giữa Việt Nam và Phần Lan. Ông ấy đã góp phần rất lớn trong việc mở cửa cho các công ty của Phần Lan để tạo ra một không khí cởi mở giữa hai quốc gia. Chúng tôi muốn chia sẻ lời chia buồn sâu sắc nhất, không những của những người dân Phần Lan mà của Đại sứ quán Phần Lan. Chúng tôi ở đây với các bạn trong giai đoạn khó khăn này. Và cũng như bao nhiêu những người chung của người con Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Séc này cũng như Việt Nam, thứ nhất là rất là buồn và có những cái linh cảm là bác mất đi, là một cái tình cảm rất tiếc cho chúng tôi. Hai nữa là ngoài bác ra là cái công việc và bác ra là người mẫu mực của người Việt Nam để cho nhiều người phải nể và viếng, không những người Việt Nam nói riêng và tất cả các người ở nước ngoài, của cả nước ra ngoài đều có một cái là rất kính trọng bác, nể bác và rất khâm phục bác về cái đức cánh, đức tính và tính cách làm việc phong độ của bác. Nên cái đấy là cái để cho tất cả những người như con như chúng tôi là học hỏi và nói theo cái tính tính của bác. Tôi chỉ có muốn nhắn cho tất cả những người Việt Nam nói chung là nên học tập và làm việc theo gương của bác. Thì cái đầu tiên mà cho chúng tôi thấy rằng là một cái cảm giác là gì, có thể nói là xúc động, nó cộng thêm với cái bồi hồi thương nhớ và cái hình ảnh của bác Nguyễn Phú Trọng trong cả quá trình công tác của mình vì dân vì nước mà suốt cuộc đời bác làm cách mạng. Có lẽ tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự hy sinh của bác, quyền mình của bác để cho dân tộc, cho nhân dân được ấm no.
Và cũng xin thưa rằng là hôm nay đến đây thì cái tình cảm của anh em chúng tôi và là những đảng viên thì chắc chắn rằng sẽ suốt đời học tập và theo gương của Bác để làm một cái gì đấy để xứng đáng cho dân tộc. Và mỗi một ngày tình yêu của mỗi một người dân Việt Nam, nhất là ở xa xứ, thì yêu đất nước mình hơn. Và chúng tôi tin rằng công ơn của Bác Nguyễn Phú Trọng sẽ đời đời ghi nhớ ở trong toàn dân tộc Việt Nam chúng ta. Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được diễn ra từ 9h30 phút đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, số 214, phố Plzeňská, Praha 5.